Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu đi lên Jerusalem, người đi qua biên giới Samaria và Galilea. Khi người vào một làng kia thì gặp người phong cùi đang đứng ở đằng xa. Họ cất tiếng thưa người rằng: Lạy thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi. Thấy họ, người bảo họ rằng: Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu mà tạ ơn người. Mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu khoán rằng: Chớ thì không phải cả 10 người được lành sạch đó sao? Còn 9 người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này. Rồi người bảo kẻ ấy rằng: Ngươi hãy đứng dậy mà về, vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý bà và anh chị em, bài tin mừng con vừa công bố cho quý bà anh chị em trong Chúa Nhật thứ 28 thường niên năm C hôm nay được lấy từ tin mừng theo Thánh Luca chương 17 câu 11 đến câu 19. Và nếu quý bà anh chị em là những người đi lễ của Chúa Nhật tuần trước thì cũng tin mừng Luca được lấy từ chương 17 từ câu 1 tới câu 10, có nghĩa là bài tin mừng hôm nay nối tiếp bài tin mừng của tuần trước. Và bài tin mừng của tuần trước, các môn đệ xin với Chúa Giêsu: Thưa Thầy, xin tăng thêm lòng tin cho chúng con. Xin Thầy tăng thêm lòng tin cho chúng con. Và lòng tin ấy được thể hiện trong bài tin mừng hôm nay. Thế nào là đức tin? Thế nào là lòng tin? Và lòng tin không chỉ dừng lại để chữa người ta những căn bệnh thể xác, mà lòng tin còn chữa người ta cả đời sống tâm hồn. Có nghĩa là người ta được ơn cứu độ, không bị hư đi đời đời. Và trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu làm phép lạ, chữa 10 người phong cùi. Phép lạ luôn luôn nhắm tới trình bày một sự thật, một chân lý sự thật, chứ không phải là quyền bính. Vì vậy, một phép lạ được xảy ra là không chỉ dừng lại ở phép lạ, mà đẩy đến cái người thực thi phép lạ đó. Và từ phép lạ trong tiếng Hy Lạp nghĩa đen được ghi trong tin mừng, đó là dấu chỉ. Dấu chỉ mời gọi người ta tiến tới một cái xa hơn, đó là đấng làm phép lạ. Và hôm nay Chúa Giêsu đã làm phép lạ, chữa 10 người phong hủi được lành bệnh. Và cái chìa khóa, cái điểm mấu chốt để chúng ta hiểu được câu chuyện trong bài tin mừng hôm nay nằm ở câu cuối cùng. Đó là lời Chúa Giêsu nói với một người ngoại bang, người Samaria. Khi anh ta được chữa lành, anh ta quay trở lại để gặp gỡ Chúa Giêsu, để chúc tụng, để ngợi khen, để cảm tạ bàn tay uy quyền của Chúa Giêsu thực hiện trên cuộc đời của anh ta. Và Chúa Giêsu nói: Lòng tin của con đã cứu chữa con. Lòng tin của con đã cứu chữa con. Cả 10 người phong cùi này đều đã có lòng tin vào Thiên Chúa, thưa quý bà và anh chị em. Họ đứng ở đằng xa, thấy Chúa Giêsu thì họ nói như thế này: Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi.
Và Chúa Giêsu bảo họ: các anh hãy đi trình diện với các tư tế. Khi họ đi trình diện với các tư tế, thưa công bảo và anh chị em, họ đã được chữa chưa? Đã khỏi bệnh phong hủy chưa? Thưa chưa. Nhưng vì lời Chúa Giêsu phán, họ tin vào lời của Chúa Giêsu, họ đi trình diện với tư tế. Bởi vì khi họ bị nhiễm căn bệnh phong hủy này, họ bị loại ra khỏi cộng đoàn bởi luật của các tư tế, thì giờ đây họ muốn trở lại cái đời sống xã hội bình thường thì họ phải đi gặp các tư tế, và họ tin vào lời Chúa Giêsu phán là sẽ chữa lành của họ. Và bằng chứng họ đã đi gặp các thầy tư tế, gặp các vị linh mục thời bấy giờ để chứng thực rằng họ đã được sạch. Sự thực là họ đã bước chân lên đường để gặp các tư tế trước khi họ được chữa lành. Trước khi điều đó xảy ra, trước khi điều chữa lành xảy ra. Và con mời gọi quý bà anh chị em cũng như con, chúng ta phải có lòng tin như 10 người phong hủy này. Phải như họ. Khi chúng ta cầu nguyện xin Thiên Chúa chúc lành hay ban cho chúng ta một điều nào đó, những điều tốt lành, mặc dầu chúng ta chưa nhận được điều tốt lành đó, nhưng trước tiên chúng ta hãy như lời Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng Marco, anh em hãy xin với lời cầu nguyện thì anh em tin tưởng rằng anh em sẽ nhận được nó và nó sẽ được ban cho anh em. Nói một cách vắn gọn, cầu nguyện, nếu như cầu nguyện ấy như là chúng ta đã nhận được cái sự cầu nguyện, cái được cái hiệu quả của lời cầu nguyện đó rồi. Tin là vậy. Khi cầu nguyện, chúng ta phải trong tâm tình như là chúng ta đã nhận được cái lời chúng ta cầu xin rồi. Bằng chứng 10 người phong hủy hôm nay xin và họ như là đã nhận được rồi, nên họ mới đi trình diện với tư tế. Và trong tháng 10 này, một khuôn mẫu về đức tin cho chúng ta thấy Đức Trinh Nữ Maria trong tiệc cưới Cana. Khi mà mẹ Maria nói với Chúa Giêsu rằng họ hết rượu rồi, Chúa Giêsu trả lời mẹ: việc đó can chi giữa bà và tôi, giờ của tôi chưa đến. Nói một cách thẳng thừng là Chúa Giêsu từ chối lời khẩn xin, lời khẩn khoản của mẹ. Nhưng Đức Trinh Nữ Maria của chúng ta phản ứng thế nào? Người quay lại nói với những người giúp việc, giúp bữa tiệc đó rằng: thầy bảo sao thì anh em hãy làm như vậy. Mẹ tin vào cái lời khẩn cầu của mẹ sẽ được đáp nhận. Mẹ tin vào cái lời khẩn khoản của mẹ sẽ được con của mẹ nhận lời. Nên mẹ mới quay sang nói với các giai nhân, những người giúp tiệc chứ. Nếu mẹ không tin làm sao mà mẹ nói như vậy được. Vậy thì Đức Trinh Nữ Maria là mẫu gương cho chúng ta trong việc mạnh mẽ trong đức tin. Tin vào những điều chúng ta xin Thiên Chúa, những điều chúng ta cầu nguyện với ý ngay lành, và những điều đó là tốt lành. Chúng ta tin rằng Thiên Chúa sẽ thực hiện ngay cả khi những điều đó chưa xảy ra. Chúng ta phải có tâm tình như thế khi cầu nguyện. Và để có được tâm tình như thế không có dễ đâu, thưa quý bà anh chị em. Nói thì ngon lắm, nhưng mà khi chúng ta gặp sự khốn khó, chúng ta có dám tin như 10 người phong củi hôm nay và như Đức Mẹ không? Con đọc được ở đâu đó có một câu chuyện như thế này. Cách đây mấy chục năm, ở gọi là vùng West, Middle West, ở giữa của nước Mỹ chúng ta đây này, thì người ta gặp hạn hán mấy tháng trời. Cho nên cả cái giáo xứ đấy làm tuần cửu nhật kính Đức Trinh Nữ Maria mẹ hằng cứu giúp, để xin nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, xin Chúa cho mưa thuận gió hòa, xin cho mưa xuống để người ta trồng bắp trồng ngô, tại vì hạn hán mấy tháng rồi. Và
Vị cha xứ của giáo xứ đó nói rằng chúng ta làm tuần cửu nhật kính Đức Mẹ và ngày cuối cùng chúng ta sẽ ra ngoài đồng, ngoài trang trại để chúng ta đọc kinh tuần cửu nhật kính Đức Mẹ và ngài tin chắc rằng mưa sẽ đến. Chúng em hỏi quý ông bà anh chị em có tin được vị linh mục này không? Nếu chúng ta có lòng tin, vậy thì biểu lộ của lòng tin ấy như thế nào? Thưa cả một giáo xứ vài trăm người ra cánh đồng để cầu nguyện, làm tuần cửu nhật kính Đức Mẹ. Nhưng chỉ có một cậu bé giúp lễ là đã đem dù, đem ô đi. Cha xứ hỏi, tại sao con đem dù, đem ô đi? Cậu bé bảo, bởi vì con tin rằng sau như lời cha nói, sau khi tuần cửu nhật kết thúc thì sẽ có mưa. Đức tin của cậu bé là đức tin như 10 người phong củi hôm nay và đức tin như Đức Trinh Nữ Maria. Khi chúng ta khẩn khoản này xin Thiên Chúa cái điều gì đó, chúng ta dám tin, vì tin có mưa nên cậu bé mới đem dù, mới đem ô đi. Còn những người giáo dân kia không tin có mưa nên không đem dù, không đem ô đi. Đấy, đức tin của chúng ta được thể hiện trong đời sống thường ngày, thưa quý bà anh chị em. Chúng ta có dám xin Thiên Chúa những điều khẩn thiết không? Và điều thứ hai, con muốn mời gọi quý ông bà anh chị em suy niệm. Đó là câu cuối cùng của bài tin mừng hôm nay. Ngươi hãy đứng dậy khi Chúa Giêsu phán với người bị phong củi ngoại bang. Ngươi hãy đứng dậy mà về, vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi. Anh ta là người biết quay lại với đấng đã làm cho anh ta khỏi bệnh. Không biết tin mừng có nói là anh ta có đến gặp các vị linh mục không, nhưng mà anh ta là người ngoại đầu tiên chạy đến để tạ ơn, chúc tụng, ngợi khen vì Chúa Giêsu đã thực hiện phép lạ trên cuộc đời của anh. Chúng ta không biết 9 người kia có quay trở lại không, nhưng mà Chúa Giêsu đang hành trình đi lên Jerusalem, cho nên anh này sau khi được khỏi bệnh, anh vội vàng đến tạ ơn, cảm ơn cái người mà đã thực thi phép lạ trên cuộc đời mình. Có thể 9 người kia cũng sẽ đến, nhưng mà đến lúc ấy thì Chúa đi rồi. Cơ hội đến một lần, cơ hội không đến nhiều lần. Vậy thì chúng ta phải tỏ lòng biết ơn khi có cơ hội, thưa quý bà anh chị em. Đừng đợi để những người nọ, người kia chết rồi chúng ta mới cảm ơn. Thể hiện cái lòng biết ơn của chúng ta ngay khi còn sống này. Và thái độ biết ơn đối với Thiên Chúa không chỉ là bổn phận, nhưng nó cũng mang cho chúng ta nhiều phép lạ hơn nữa trong cuộc đời. Người ta nói rằng con người chỉ là con người đích thật khi họ tỏ lòng biết ơn. Mình sống biết ơn thì mình mới là con người đích thực, thưa quý bà anh chị em. Và kinh nghiệm mục vụ dạy cho con một điều như thế này. Câu tiếng Anh người ta hay nói we are blessed. Khi chúng ta cảm thấy chúng ta được chúc lành, được Thiên Chúa chúc phúc, thì cho dẫu có nhiều bệnh tật, nhiều thăng trầm, nhiều khó khăn, nhiều gian truân, nhưng mà chúng ta cảm thấy rằng chúng ta được Thiên Chúa chúc phúc, được Thiên Chúa chúc phúc nhiều hơn chúng ta mong đợi, thì khi đó chúng ta sống bình an, hạnh phúc, và chúng ta luôn luôn sống trong tâm tình tạ ơn. Cho nên một người biết đón nhận mọi sự, mọi biến cố với tâm tình tạ ơn thì người đó là người được chúc phúc và người đó là người được hạnh phúc, thưa quý bà anh chị em. Nhưng mà hình như con người mình là một loài vô ơn, vô ơn nhất đối với những người nhà, thưa quý bà anh chị em. Chúng ta đừng tưởng rằng những người nhà là phải có bổn phận trách nhiệm nâng đỡ chúng ta. Con biết rất nhiều gia đình bên Mỹ này đã cưu mang anh chị em ruột thịt qua bên này, nâng đỡ họ một thời gian. Sau đó, đương nhiên con không vơ đũa cả nắm, đều than phiền rằng cha ơi, người ta bảo xa thì thương, gần thì thường. Mình lo cho họ, nhưng mà họ cứ nghĩ bổn phận mình phải lo cho họ. Không, chúng ta đến trong cuộc đời này, chúng ta chỉ có bổn phận hiếu thảo với cha mẹ và trách nhiệm đối với con cái. Còn tất cả những ai đã làm cho chúng ta, họ không phải là cha mẹ của chúng ta, họ cũng không phải là con cái của chúng ta. Nên ngoài bổn phận trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái bổn phận hiếu thảo với cha mẹ, thậm chí cả anh chị em ruột thịt,
Nếu ai đó làm cho chúng ta bất cứ một điều gì dù to hay dù nhỏ, họ không có bổn phận, không có trách nhiệm phải làm những điều ấy cho chúng ta. Vậy khi họ thực thi những điều ấy cho chúng ta phải biết trân quý, biết cảm ơn họ. Đừng đòi hỏi quá mức. Họ đã giúp cho chúng ta bất cứ cái sự gì đó là chúng ta phải mang ơn suốt đời. Vậy xin Thiên Chúa, ngang qua bài tin mừng hôm nay, xin Ngài cho chúng ta có đức tin của người 10 người phong củi và cả Đức Trinh Nữ Maria nữa trong tháng Mân Côi này, dám lên đường ngay khi Chúa Giêsu phán. Mặc dầu những cái đó nó còn đang chưa được, nhưng mà chúng ta tin rằng chúng ta tạ ơn Thiên Chúa thậm chí trước khi chúng ta được điều chúng ta xin. Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa ngay khi trước chúng ta được điều chúng ta xin. Đó là đức tin. Và đức tin ấy cần được thể hiện ra lòng biết ơn đối với Thiên Chúa về những ân huệ Thiên Chúa ban. Cho dù có thăng trầm đi chăng nữa, tất cả những biến cố ấy đều là ân huệ của Thiên Chúa ban. Và chúng ta đến trong cuộc đời này, cha mẹ, con cái là bổn phận và trách nhiệm. Nhưng mà những người khác, không ai có bổn phận, trách nhiệm phải nâng đỡ, phải giúp đỡ chúng ta. Vậy chúng ta nhận được những ân huệ của người khác, chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa ngang qua lòng tử tế, lòng tốt mà người khác đã thi ân giáng phúc trên cuộc đời của chúng ta. Họ là những các thiên sứ, là các thiên thần của Thiên Chúa gửi đến trong cuộc đời của chúng ta. Có như thế chúng ta mới đạt được hạnh phúc, chúng ta mới được bình an, không chỉ ở đời này và cả đời sau. Xin cảm ơn quý bà và anh chị em.